vị, từ lâu thì nghêu Gò Công đã nổi tiếng nứt xứ Tây Nam Bộ và nghêu ngon nhất là được xác định ở ngay biển Tân Thành tại đây. Cứ vào mỗi một cái mùa gió nồm, có nghĩa là mùa gió đông nam từ tháng 3 cho đến tháng 9 âm lịch thì nghêu ngập đầy biển Tân Thành. Và cũng nhân dịp này, Diễm Lan sẽ mời quý vị cùng thưởng thức qua hương vị thơm ngon của nghêu Gò Công theo đúng cái cách ăn của người dân tại Gò Công. Chỉ cho em cào nghêu với được không chị? Được, em cứ cào đi. Dạ, dạ, giờ cào sao? Cào đi. Rồi. À, là cứ sắn nó xuống vậy đó hả chị? Cứ sắn, em cứ sắn, có con nghêu là em bóc mà, thấy không? À, còn mạnh lên, còn nhanh lên. Vậy nè, đó thấy không? Đúng rồi. Đây. Con nghêu nè, thấy không? Chỉ cào được 1 ký, lên cào được 1 con. Mấy chị ơi, cho em hỏi mình đang làm gì vậy? Mình đang lựa nghêu à. Lựa nghêu á chị? Lựa con nhỏ bỏ lại nuôi con bự bán. Rồi cho em lựa mũi nha. Lựa đi. Dạ, đây nhỏ nhỏ là vậy hen. Ừ. Dạ. Mình cào nghêu từ hồi nào tới giờ mà mình được nhiêu đây nghêu? 4 tiếng. 4 tiếng là được bao nhiêu đây, là được cân được bao nhiêu nghêu rồi chị? Mỗi một người 200.000. Mỗi một người 200.000. Ừ. Là bao nhiêu ký nghêu mà được nhiều tiền 50 vậy? 50 ký. Mỗi người cào được 50 ký. Ừ. Ồ. Nghêu trúng mà. Dạ. Cái nghêu này nè, rồi bây giờ mình, ví dụ như em mua về ăn á thì em có phải ngâm, phải làm gì nữa không? Khỏi ngâm. Bắt nước cạn là khỏi tới ngâm. Chị ơi, ở đây mình bán nghêu phải không chị? Bán nghêu chị. Bao nhiêu một ký vậy chị? 25.000 chị ơi. 25.000 một ký. Wow. Loại này ở thành phố bán 40 một ký. Chị, lấy cho em 3 ký đi. Chị tên gì ạ? Tên Thủy. Dạ, cho dễ xưng hô. Chị Thủy, em xuống đây em nghe nói là nghêu mà ở dưới Gò Công mình là nổi tiếng, coi như nước tiếng ở miền Tây luôn rồi. Nhưng mà hôm nay mua nghêu xong rồi, em muốn làm ăn thử theo cái cách mà của người dân Gò Công ở đây á, mọi người hay ăn sao á. Em nhờ chị nấu nghêu được không? Được. Được chứ. Dạ, trời ơi. May quá, gặp chị may quá. Rồi, nữa không? Thôi, nữa đi, thêm chút nữa. Rồi cái này bây giờ mình nấu ở đâu hả chị? Giờ đem ra chòi nấu. Chòi? Ừ. Ủa, cái chòi nó nằm ở đâu chị? Ở ngoài biển á. Nằm tuốt ngoài đằng kia hả? À. Rồi, đã vậy hả? Rồi, thôi chị. Mình lỡ ra ngoài. Đi, mình đi ra ngoài. Rồi, em khi phủ nghe. Ăn theo cái kiểu của người dân Gò Công á, là vừa mới vớt lên đó là ăn ngay và nấu trong những cái chòi canh nghêu như thế này, nằm ngay ở ngoài biển luôn. Và quý vị nhìn vô thì thấy đó, cái chòi này nó nhỏ lắm mà cứ mỗi lần gió qua là nó rung bần bật. Chỉ là ngồi đây nãy giờ cũng rung lắm á. Nếu mà nhìn vô thì mọi người sẽ nói là ăn như thế này thì có vẻ là nó hơi dân dã, nhưng mà nếu mà chúng ta tính theo cái đẳng cấp nhà hàng á thì ăn như thế này người ta gọi là sành điệu đó. Chị, bây giờ mình nấu mấy món gì vậy chị? Nấu cháo, nấu nước cốt dừa nè. Cái món này mình nấu sao vậy chị Thủy? Thì nấu cháo xong rồi mình chắc nước cốt dừa ở ngoài, xong rồi nó sôi lên mình đổ vô. Dạ. Cái cháo nó nở hết rồi, giờ mình sôi lên mình đổ nghêu vô là... À, thôi mà em thấy có cái này hình như là người dân ở miền Tây hình như họ nấu gì họ cũng bỏ nước cốt dừa vô phải không chị? Dạ. Nhưng mà bỏ nước cốt dừa này vô ăn thì cháo nó khác với lại cháo bình thường nhiều không chị? Ngon chị. Nó béo hơn đúng không? Dạ. Dạ, rồi lúc nào mình bỏ nghêu vô được chị? Bây giờ nó sôi rồi, giờ tách nghêu rồi, bây giờ mình bỏ vô mình ăn. À, giờ đi em coi nghêu này là mình làm sao đây? Thì mình nguyên con vậy rồi mình tách ra. À, mình cứ tách ra thôi đúng không chị? Dạ. Lúc mà nghêu nó vẫn còn sống luôn. Còn sống. Bình nghêu này là bao nhiêu nghêu mà ra được như đây chị? 2 ký chị. 2 ký dạ. Ra được một bịch vậy? Dạ. Wow, cái nồi cháo này chất lượng dữ rồi nghe. Lần đổ luôn nghe. Bao nhiêu đây nghêu thì chắc chắn là cái nồi cháo này nó ngọt dữ lắm nè. Mà thơm nữa. Cái chòi nhỏ quá mà bởi vì thơm ngào ngạt luôn quý vị. Mà mình nêm nếm gì vô đây? Thì bột ngọt với muối. À, thơm quá. À, còn phải rắc tiêu vô nữa. Trời ơi, nó thơm quá chị Mỹ ơi. Ngon không chị? Ngon quá. Mà nóng quá. Mà quý vị biết không, nhìn ra ngồi vậy thôi, chứ thực chất ra xung quanh đây gió đang thổi ào ào ào, gió biển mà rất là lạnh. Bởi vậy lạnh như vậy mà ăn một cái tô cháo nó nóng như vậy á, nó ngon không có gì tả nổi luôn. Mà nhất là cái hương vị đúng của người dân miền Tây ở đây, béo của nước cốt dừa nè,
thì nó hơi ngọt nhẹ nhẹ là từ nghêu mà ra. Dù chị không có đường đúng không, vẫn rất là ngọt. Nghêu thì nó giòn và ăn vô một cái là biết là tươi vừa mới bắt lên liền. Cái này Hương gì ở thành phố không phải dễ mà kiếm được đâu nha quý vị. Món thứ hai là món gì vậy chị? Món nghêu hấp xả chị. Ở Gò Công mình là nghêu hấp xả hoặc là nghêu tái chanh là mình ăn liền. Nó tươi. Nó tươi tới độ mà tái chanh thôi là ăn được rồi đó hả chị? Trời ơi, hấp dẫn vậy. Vậy là bây giờ mình làm món nghêu hấp xả. Nghêu hấp xả, dạ. Bỏ xả dưới, bỏ nghêu lên trên. Ô, mình đổ có chút xíu nước vậy thôi đó hả? Chít có hơi thôi chị. Giờ trong lúc mình hấp xả mình chờ vậy thôi, tái chanh cho Dũng Long ăn thử tấm một con. Sống tái chanh vô là ăn được rồi. Dạ được thôi kệ, em ăn thử luôn. Cái muối này bây giờ mình... Cái muối này là chị chấm. Nó tái 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 nè, mình nhiễu vô là nó chín nè. Phải công nhận là dắt tắt vô một cái là cái phần thịt nghêu á nó đục lại liền. Có nghĩa là Diễm Lan có lòng tin là nó chín rồi đó. Bây giờ Diễm Lan ăn bỏ một ít muối tôm lên. Muối tôm mà đi chung với lại tắc cũng lạ. Em chưa ăn bao giờ vậy luôn. 1, 2, 3. Nó ngọt hơn con nghêu chín của mình. Ngọt ngay luôn á. Thôi, Lan không ngờ là nghêu mà khi kết hợp với lại muối tôm mà đi chung với tắc nó ra một cái hương vị nó đặc biệt như vậy. Em ăn còn nữa được không? Được. Đây, chín rồi đó quý vị. Ăn theo đúng kiểu của người dân ở đây thì không có xài muỗng luôn. Mình cứ thoải mái tự nhiên thôi. Thưởng thức đến con nghêu thứ hai á, thì Dũng Long mới phân biệt thấy rõ ràng cái sự khác biệt của nghêu ở Tân Thành Gò Công. Rất giòn nè, rất là ngọt. Mà cái phần thịt nghêu nó chắc lắm quý vị. Chị Thủy, em nghe nói là cái này cũng chỉ là cái loại nghêu vừa thôi đúng không? Dạ. Tháng 10 là nghêu còn to nữa. Nó to cỡ nào luôn chị? Bự lắm chị. Chắc tháng 10 phải dòng lại đây ăn món này nữa quá. Quá đơn giản, quá dễ thực hiện mà có thể ăn ngay lập tức. Nhưng mà với cái này chắc là nghêu phải tươi giống như là chị em mình mới cào lên vậy. Đúng rồi, ở đây nghêu tươi không à chị. Ừ, là mới làm được cái món này đúng dạ. không? Món này của mình được luôn được phải không chị? Được chị, tại vì nó hở ra vậy là ăn được rồi. Chứ nếu mà nó bạch ấy ra nhẹ quá thì nó hơi dai, ăn không ngon. Nó vừa hở thôi. Dạ. Rồi, chị lại thử một con nha. Em cũng mời chị một con, tiên chủ hậu khách. Chua chua, cay cay, thơm mùi tỏi trong muối tôm. Mà đặc biệt là cái vị ngọt của nghêu nó quyện chung với lại cái mùi của xả. Em phải nêm thử chút xíu cái nước nó tiết ra từ nghêu hen. Mình lấy cái nước luộc của nó mình nấu canh rau rồi ăn cũng được chị. Ngon, ngon lắm. Mình nấu với rau gì chị? Rau dền, mùn ngót, mùn tơi đồ. Rau gì nấu cũng được. Tại cái nước thì nó có chất ngọt sẵn. Đúng thiệt là nó ngọt sẵn rồi. Tiếp theo là mình làm cái món gì chị Thủy? Bây giờ nghêu nhúng nhắm ha. Rồi ăn với cái gì? Thì cũng ăn với muối áo chanh. Rồi, bắt đầu chị, mình bỏ cái gì vô? Bây giờ mình chế giấm với nước dừa. Bỏ vô luôn hả chị? Chế vô đi chị, ít thôi. Cái món nghêu này nhúng giấm thì mình ăn như thế nào? Chị có ăn kèm với cái gì không? Chị chấm muối chanh ăn không? Dạ. Còn nếu mà muốn ăn nữa thì mình cuốn rau cải, bánh tráng rồi mình chấm ăn cũng được. Chắc sao đi giống cái món mà thịt bò nhúng giấm quá chị? Thì đó chị. Nó ngon nhưng nó chua. Thật ra cái món này á nó đã có cái vị chua của giấm rồi mà mình dùng giấm nuôi chị ha. Dạ. Nó ngon hơn đúng không? Nó đã chua thanh rồi thì nếu mà mình chấm với lại muối như Lan á thì quý vị bỏ ít tắc thôi chứ đừng có để nó chua giống như Lan hồi nãy. Chua quá nhưng mà ngon, rất là ngọt. Mình còn một món cuối cùng nữa mà chị bật mí, đây là món gì chị Thủy? Nghêu nướng mọi. Trước giờ em có ăn sò lông nướng nhiều loại ốc nướng này nhưng mà nghêu em chưa ăn nướng bao giờ hết á. Thôi mình hạ cái này xuống rồi cho nghêu nướng lên luôn đi chị. Thì mình chỉ nướng vậy thôi hả chị Thủy? Dạ. Là cứ để nguyên con vậy thôi. Dạ, rồi nó chừng nào nó hở miệng cái mình đẩy muối ớt vô rồi nó chín là mình ăn. Mới bỏ lên thôi mà em bắt đầu nghe cái mùi nó thơm rồi đó chị. Wow. Rồi em rắc muối vô nghe. Rồi. Đó.
rồi, con nào hả ra nữa. Đây. Thơm quá. Phải công nhận là ngồi ăn trong một cái chòi canh nghêu nhỏ như vậy nó cũng có cái lợi của nó. Đó là bao nhiêu mùi thơm của đồ ăn là nó nằm quẩn quanh trong cái chòi này hết, không bay đi đâu cả, mà rất là thơm. Có bị ăn chung với Diễm Loan không ạ? Nóng quá, nóng quá. Quá là ngon. Cái nước nghêu từ trong con nghêu nó ra luôn. Ngọt ơi là ngọt. Thêm cái sự kết hợp với lại muối tôm này đúng thật là em chưa bao giờ mà em ăn nghêu muối tôm hết đó. Hồi nay em ăn xong cái em ghiền luôn rồi. Đúng thật là không có cần phải ngồi ở một cái nơi thật là đẹp, không có cần mà chúng ta phải ăn một cái món ăn được chế biến quá là cầu kỳ. Nãy giờ quý vị thấy đó, chị Thủy chỉ cho Diễm Loan nấu những cái món rất là đơn giản, mà phải công nhận là chị nấu ăn ngon. Cảm giác rất là thư thái, thoải mái. Mà quý vị nghĩ đi, nếu mà tháng 10 á, con nghe nó to như thế này nè, mà chúng ta quay trở lại đây thì sao ạ? Lúc đó thì chắc là mình còn được thưởng thức nhiều món ăn ngon và hấp dẫn nữa từ nghêu. Mà nhớ là ngồi trong cái chòi giống như Diễm Loan như vậy nè, ăn nó mới thú vị quý vị ha. Còn bây giờ á thì Diễm Loan mua tới 3 kg lận, nên Diễm Loan sẽ phải ăn hết 3 kg này rồi mới về. Tạm biệt quý vị trước nha, tạm biệt.